Cuộc đời mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân đến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa rất chim bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con rất nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con và các cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi ru cháu giọng êm êm, lúc ngồi khâu áo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nuôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khắp trong thư. Khi bạn quan tùy quan sát đàn đàn nhất tiếng tài
Thank you.
quay bao thuốc viên thế đau cũng khổ cũ nam mô đại bi đại nguyện đại thế đại từ ma mục viên liên tôn giả vì nhớ thì đến trưởng dân khai địa phục chúng phong khai trưởng thượng dương châu chiếu triệt thiên đường sư lộ tấu chúng sinh độ phật phương chứng bồ đề địa phục vị không thể bất thành nghị phật thù tâm văn thư vũ mẫu kính quảng đại ư quần sinh phụ tiên lai đệ tử tôn cùng thích ca như lai đi nam thần đệ mà thành cùng thể tổ công tổ ngũ bái đại vị thần tử biết bạch thuận một vị một vị từ môn quản đại cao hàm cố cố cương nhân phát hải hoàn thông kia thi mi tịch nhị phát thi tăng thi trần thấu tục đăng đăng ngạ tiêu giao tu tịch từ hàm cố nghĩa vui tăng la tứ hợp hủy cùng phật cũng đạt đầy đông thiên thỉnh nghệ phật tuyên kinh chính lý tiến độ phong thiên tề kỳ văn sinh tình độ hòa kim vi thần tăng ni chủ cố hay tử vi nguyễn na xuân ni ca ni nguyễn na chiến ni thắng hồn ni tử trần thịnh hà đà thịnh hằng nữ ai nguyễn na thịnh nhà huệ nguyễn thịnh nhà dương thế tử nguyễn đức chính nguyễn huy sáng ni chúng ni tôn nguyễn ni đức ni huy nguyễn tuấn ni đương nguyễn thịnh ninh ni tâm nguyễn tường ni hợp đồng dương gia huân nguyễn đặng tức nhà ngưỡng ca liên tọa phủ giáo ni thành phục vì chính tiến ni hiển ni tỷ nguyễn thịnh đạt nhân bạch sinh tư lính tốt nghĩa tương quyệt nhà thời thụ sinh thưởng thọ kỳ thất thập thất tuế đại ngàn ưu nhân tận thập nhị nguyệt thập tứ nhật phúc thời thọ thiết đi hiệp quang linh bạch sinh trần thế số phẩm thiên cung tôn trì quý thiên thi đa tào xuân trường thu đạt si vân hóa linh hiệp nhị kỳ hà thất quảng thụ giác tinh kỳ minh sinh tiền các khởi đa vân một tình hầu na ni đà hộ chấp thi đa đối đa đa nghiệp trước nhất nhất kiên tiêu kiên tư khể thủ đầu hành xuất nhật tẩy tâm lễ đạo đất ngoại tam xa lưới sát kiểu tình trầm phù thượng mã thùy thi ba ni ban ác sát trùng đang liên tán tạng nghị đảm cung tuyên tập nghị ấy bộ khu nguyên chớ tấu phật tè tiền lục bằng gió đố hòa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là do nhà sư hay ông thầy điều trị. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được siêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh Bồng Lai, và cũng cầu mong cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình. Ah!
phương hung thần thoái tán. Đệ tam mi trảm mi tây phương mi mộc trảm trừ mộc ương hung thần thoái tán. Đệ tứ trảm mi bắc phương mi thủy ý trảm trừ mộc thủy ương hung thần thoái tán. Đệ ngũ trảm trung ương mộc thủy trảm trừ mộc ương mi hung thần thoái tán. La thử hỏa dương dương phổ phóng hào quang thử hỏa hách hách hà thần cảm nghịch hà quỷ cảm mi dương mi thiên mi tà thoái tán. Vạn quỷ tiềm mi tàng tư thời vạn mộc thiêu hung ương mộc tinh tai tán. Tài miên mãn mi tạ cấp cấp như luật lệnh án ni sắc hỏa quan tài thi tung nhất thiết hung thần ác sát trùng tán liên tán. Thượng mã thôi thi kiểu tính tầm phủ vô hư vô kháo hô thực hô sát tam sa đới sát thái dương mật nhật trùng âm trùng dương trùng liên trùng nguyệt trùng nhật trùng thời đẳng chúng hung thần nhất thời tốc xuất. Uống mi khu quan tài vong hồn an ổn tịnh phách đi lăng đài tử tôn mi hôn lễ toàn gia phú quý vô nhai nam nữ tráng lệ ứ ách chủ tai cấp cấp như luật lệnh nghị quy mệnh kim cương kết giới múa a mật vị thế đại minh vương bất vi đản hoàn thể hộ đản tràng bình sức kiều ma ô chứng ngại án ma ni bắc minh ổng án ma ni bắc minh khẩu tha án ma ni bắc minh ổng 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 mã xà quân mã xà quân tay thầy bắt ấn xạ tiến linh cung hàng trăm mũi tên bắn ra thành trăm ngọn lửa bao nhiêu tà quỷ trùng tan nhất thời tốc xuất án cấp cấp như hỏa tiễn xa hạ giờ không niệm nhập quan với phong tục của người Việt Nam ta đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương để rồi ngày mai ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy là mẹ đã khuất thật rồi ư, còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa. Quặn lòng đau những tái tê, cảnh sao hoang vắng cảnh quê u sầu. Mẹ ơi mẹ vội đi đâu, để con chưa nói hết câu giã từ. Mẹ đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiên bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn mẹ đang ở nơi nào mẹ ơi. Khóc than dẫu đập đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây mẹ mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu thương khắp người. Trần, cụ sống vui cùng gia đình con cháu
Nay cụ mãn cảnh trần về nơi cõi thọ, tìm gặp các bậc gia tiên thuở trước. Các con trai gái dâu rể xin được lo phần hậu sự cho mẹ. Theo gia lễ gọi là một chút đáp đền công sinh thành của mẹ. Sơn Hà. Các con trai con gái cùng các con dâu con rể của mẹ, có lẽ các con chưa nghĩ đến những công việc đại sự phải lo khi mẹ già về cõi. Vậy mà giờ đây các con đang phải đón nhận những tấm áo thục khăn xô tóc chế đầu ta, toàn da khăn trắng ngang đầu, sân nhà trắng toát một màu tóc tan. Nhận khăn áo dạng bàng hoàng, nghĩa ân cố phụ ngập tràn lòng con. Các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để một mai được phụng dưỡng đáp đền công mẹ sinh cao vời vợi. Các con đâu có ngờ giờ đây lại sớm phải mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ.
Ôi than ôi gió thổi nhà thung, mây u sầu về che cõi tử. Dáng hình người một mai vắng vẻ. Đây là nỗi thương, nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc, nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên, mây che núi vĩ. Dung mạo mẹ một mai vắng vẻ, bão xô cây nghĩ lại ngậm ngùi tay. Âm dương từ nay đôi ngả xa vời, mây phủ núi trông càng mau mắn nhé. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh. Nến tỏa hương thơm án tỏa hắt hiu đồ sự tử. Thật đau xót lắm thay trồi huyên gió bè, cõi trăm năm sao khéo hẹp hòi. Cơ một phút đời sao mong mắn nhé. Xuân lai tử con những mong ngày thêm rộng tháng thêm dài, để được phụng dưỡng mẹ bỏ công ơn cơm nặng áo dày. Đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cắm cảnh khi đầu tang tóc chế. Thank you.
xin được trân trọng mời quý vị sẽ yên tâm dành giây phút phát biểu. Giây phút phát biểu bắt đầu. Có lén nhanh chồng có bầu hoa tươi để ý kiến dương hồn chị và cầu mong cho chị ăn rất ngủ đầm thu lơi chín xuống và em ở lại trước giờ phút tuyệt linh. Tất cả các em xin một phút bằng đẹp, phút bằng đẹp bắt đầu. Cô đã đi rồi không còn nữa, nhưng hết tình còn mãi tới ngã thâu. Bà ta xin được thay đổi. Gia đình bà đường thông gia ở tiên nữ để tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Bằng điểm đã qua, Valentine xin thay lời tao quyến xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị sẽ đầy lưu gót trời bán nước ăn trầu. Đồng thời 7 giờ sáng ngày mai tiên đưa cổ về đài hóa thân hoạt Vũ Nam Định. Valentine xin chân thành cảm ơn. Cụ ơi đầu đời khắp than lòng thương nhớ, để chào tôi chảy phút biệt ly. Phước động dương trên đi thách biệt, xin mời quý vị ra đây để tâm dành giây phút vọng niệm. Giây phút niệm đã qua, Valentine xin được thay đời tao quyến xin chân thành tạ. Mời quý vị ra đây đưa gót trời bàn nước ăn trầu. Đồng thời 7 giờ sáng ngày mai dự để tiến đưa cụ về đài hóa thân hoạt Vũ Nam Định. Trong sản phút chỉ đi đoàn thương bệnh viện này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa 38 Lê Văn Lương phường An Đảo để tâm dành giây phút bằng miệng. Giây phút bằng miệng bắt đầu. Trong giờ phút đi đau thương vĩnh biệt này để vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời đến viếng còn cháu Dũng là tình cảm hàng xóm thấp. Cùng ơi nhận tin cụ về với quần quần tiên đồ. Cháu Na, cháu Cường Thảo ở số nhà 36A, ngõ 157. Hiện nào trở về thắp tận nhang thương vĩnh biệt. Xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng niệm. Giây phút bằng niệm cụ bắt đầu. Đã qua Valentine xin phi đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Mời quý vị sẽ đánh lưu gót trời vàng nước ăn trầu. Gia đình cụ đồng là thông xa về đây, xin thân cây đến sáng đồng đầy đông thương. Về đây xin góc tuần hương, chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Phật đồng sư chi ni cách biệt, xin mời đại gia đình cụ đồng cùng các con các cháu là tình cảm thông gia để tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Bởi điểm đã qua ban tổ chức đi tang, xin được thay đời tam quyến xin đa chân thành cảm tạ. Xin mời đại gia đình cụ đồng cùng các con và các cháu là tình cảm thông gia trời bán nước ăn trầu. Đồng thời vào
thao thao khóc gọi gì lúc mà đã xa về tình chung sang giờ người về sang đây với biệt cụ, xin mời đại gia đình ông bà nạp thông gia ở Nam Tiến bà nhận ông hùng cùng các con các cháu để tâm dành giây phút bằng niệm bắt đầu. Xin mời quý vị nuôi cốt cho đại bản nước ăn trầu, đồng thời 7 giờ sáng ngày mai tiên đưa cụ về đài hóa thân hoàn vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Kính thương đinh cổ kính quý, cổ ơi nhận tin buồn và đồng đông khôn kể, đời chứ buồn khỏe đây xin dân hiến tâm nhang. Vĩnh biệt cổ, mày đến tiếng của gia đình ông Hậu Kiến cùng các con các cháu để tâm dành giây phút bằng niệm bắt đầu. Bằng niệm đã qua, bà đang xin được thay lời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Xin bảo quý vị đứng an xin thay lời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Mời bác để tâm dành giây phút bằng niệm bắt đầu. Phương bài đêm đã qua bà đêm tăng để đây xin cho đến tâm nhang nhờ thi cùng về với cội nguồn tiên tổ con cháu của bà Hội đang nghẹn ngào thắp hương vĩnh biệt. Xin mời một vị đại diện gia đình con cháu bà Hội nên thắp tận nhang thơm vĩnh biệt. Thank you.
Pháp xã tỉnh Hưng Yên, cơ quan Tây quan xã Đông Hồ, đoàn sau đó bị trọng phùng phó chủ tịch liên minh hợp tác xã đại diện cho ta. Để nào thắp cần nhắc thương tiết biệt chỉ một cùng tham viên. Quý vị cầu xin trân trọng đến mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm, giây phút bằng điểm bắt đầu. Giây phút bằng niềm hương linh cổ bắt đầu. Phút bằng niềm đã qua, ban tang xin được thay đời tam quyến xin chân gặp ta. Mời quý vị dày lưng gót chạy bàn nước ăn trầu. 7 giờ sáng ngày mai tiến đưa cổ về. Tổ phụ nữ số 10, chi hội kiểm soát tuổi và từng sống sinh hoạt tại chi hội và tổ phụ nữ số 10 là bà hội viên xuất sắc. Sinh hoạt tại chi hội, sự hiện diện có mặt hôm nay toàn chi hội chúng tôi, bà con tình làng nghĩa xóm tối vừa tắt đèn, có nén nhang thơm, cây nến sáng, có vòng hoa tươi. Trước hết kính viếng hương hồn bà và cùng chia sẻ nỗi mất mát đau thương sâu sắc này tới gia đình. Trước giờ phút đau thương thiêng liêng này, ông Dương Cách Việt kẻ ở người đi, chúng cháu chúc bà về nơi dưới bà an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ tới hương hồn, xin một phút vật liệu bắt đầu. Bà Tăng sẽ thay đời tao quyến xin đo chân tay của ta. Tôi nói đời tâm huyết cho nước cổ đi xa. Mời quý vị trở lại bàn nước ăn trầu. 7 giờ sáng ngày mai sẽ đến tính đưa cổ về đài hót. Trong giờ phút đi đâm thương vĩnh viện này, Bà Tăng sẽ thay đời tao quyến xin chân tay của ta. Mời quý vị đưa gót trở lại bàn nước ăn trầu. Chia sẻ với đau thương cùng tao quyến xin chân. Về đây tình thương xa xin thắp tuần hương, cụ ấy chúc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Vinh biệt cụ, mời đại gia đình bà thông gia cùng các con các cháu để thân dành giây phút bằng niềm, giây phút bằng niềm với đến cụ xin được bắt đầu. Điểm đã qua ban đài xác định thông gia đôi gót trở lại bàn nước ăn trầu, đồng thời vào hồi 7 giờ sáng ngày mai tiến đưa cổ về đài hát thân hoạt Vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Đây xin cho để tâm nhang nhận thiết cụ về quý cội nguồn thiết tổ. Sau đây lễ viếng của đoàn tác khách đại diện câu lạc bộ bóng chuyển hơi nghẹn ngào sau đây trở về thắp tuần nhang thơm vĩnh biệt chi buồn cùng gia đình tác viên. Kính thưa hương hồn của Nguyễn Thị Vạn, kính thưa toàn thể gia đình tác viên và ban tổ chức lễ tang, nhận được tin của đã tạ thế đoàn viếng với tôi đại diện cho ban chủ nhiệm các hội viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi thuộc câu lạc bộ hưu trí thành phố Yên tỉnh Hưng Yên, nơi ông Hoàng Đức Trinh là con rể của cụ đang sinh hoạt. Đoàn viếng chúng tôi đứng trước linh cữu của cụ có vòng hoa tươi kính dâng lên cụ tần dâng hương để kính viếng hương hồn cụ và xin được gửi đến toàn thể gia đình
lời thăm hỏi cùng lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin phép gia đình và ban tổ chức tang lễ cho đoàn chúng tôi để một phút bằng điện cụ phút điện bắt đầu. Cụ ơi, cụ về với thọ không còn nữa, nhưng chú cháu ở lại trọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Ban đàn sẽ để thay đời tao quý xin thân cảm tạ tấm đồng vàng ngọc của công đạo bộ bóng chuyển hơi bái dày đã sẽ được gặp về để thắp tận nhang thơm vĩnh biệt chia buồn cùng tao quyến. Mời quý vị trở lại bàn nước ăn trầu 7 giờ sáng ngày mai tiến đưa cổ về đài hát Thân Hoàn Vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo nhân là tình cảm với con sáng của cụ, mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm bắt đầu. Bằng điểm đã qua, ban đã tài với đông thương cùng ta quyến, xin chân thành cảm ơn. Cụ ơi, nhà tin buồn mà lòng đông khôn kể, đợi chút giây phút bằng điểm bắt đầu. Tăng xin được thay lời ta quyến xin chân thành cảm tạ bác sư ở 171 Lê Hồng. Trong giờ phút đi đau thương vĩnh biệt này, đây thương mẹ thương bà thương cụ chỉ biết dâng lên tuần cơm chúc thực cũng là bữa cơm tối của cụ trong buổi chiều tối ngày nay. Sẽ đi xin mời ông con bà Đại Hiếu đổi hồi chống triều thịnh vong linh hồn của bà biết thì là ở đâu, cụ về người trước bàn tiền hiến hưởng tần chức thực. Man.
con thương mẹ, xin dâng những bữa cơm thường ngày. Cầu linh hồn mẹ ra đây vàng vẫn nơi đâu. Mẹ ơi, mẹ về nhận những chút lòng bắt đầu.
một đêm đã qua, Ba Đen Tăng xin được thay lời tham quyến, xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị sẽ đây trời bàn nước ăn trầu, bảy giờ sáng chống khoa, chống thầy, chống hạ và chống hương, nghẹn ngào trở về thắp tầng nhang thương vĩnh biệt. Vĩnh biệt cùng, xin trân trọng kính mời quý vị để tâm dành giây phút vọng niệm bắt đầu. Phút mà điểm đã qua, Ba Đen Tăng xin được thay lời tham quyến, xin cho thầy cảm tạ. Trong giờ phút đi đau thương vĩnh biệt này, Ba Đen Tăng xin được thay lời tham quyến, xin cho thầy cảm tạ. Mời quý vị an toàn trên địa bàn nước An Châu chia sẻ nỗi đau thương cùng tham quyến. Phật dừng trên địa vĩnh biệt, Ba Đen Tăng xin được thay lời tham quyến, xin chân thành cảm tạ. Xin phong sát trở về thắp tận nhang thơm vĩnh biệt, Ba Đen Tăng xin trân trọng giới thiệu và kính mời đàn thô với đồng dương trên khách biệt. Xin mời một vị đại diện cho đoàn tăng khách tổ nghiêm gia phố Nguyễn Phong Sát nên thắp tận nhang thơm vĩnh biệt. Thưa Tăng Quyến, được quy tụ về với kiến tổ, đoàn tôi đại diện cho các gia đình tổ viên gia phố Nguyễn Phong Sắc về đây có vòng hoa thắm, có chút lễ mở thắp nén hương hương trước là để kính viếng hương hồn cụ, kính chúc cụ về với kiến tổ an nghỉ nơi suối vàng ngàn thu mát mẻ. Sau là đoàn chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn tăng quyến để vĩnh biệt cụ. Đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Cụ ơi, cụ đã đi rồi không còn nữa, nhưng cô đã sống trọn nghĩa việt tình cả trước sau. Ba Đen Tăng xin được thay lời tăng quyến xin chân thành cảm tạ. Nơi viếng của tổ tiên xa phố Nguyễn Phong Sắc đã dành tình cảm về đến thắp tận nhang thơm đón đợi trong biết trước lúc cụ đi xa. Xin mời quý vị trở lại bàn nước ăn trầu, đồng thời 7 giờ sáng ngày mai tiễn đưa cụ về đài hóa thân hoạt Vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Vĩnh biệt này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng niệm, giây phút bằng niệm bắt đầu. Phút bằng niệm đã qua, Ba Đen Tăng xin được thay lời tham quyến, xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị sẽ đánh thưa hương hồn chị, hôm nay chị 250 về già, chúng em có lén nhang thơm đến kính viếng hương hồn chị và có lời chia buồn cùng các cháu. Chị ơi, một đời tần tảo thân gầy, chăm chồng chăm cháu chăm con quên mình, cùng anh như bóng với hình, nuôi con dạy cháu văn minh với đời. 78 chị hưởng lộc trời, hôm nay chị đã xa rời cháu con. Chị ơi, trước lúc chia ly vĩnh biệt này, chúng em cầu chúc cho vong linh hồn chị sớm được tiêu sinh tịnh độ, an giấc ngủ ngàn thu lơi chín suối. Trước giờ phút vĩnh biệt, chúng em xin dành một phút mặc niệm chị. Phút mặc niệm bắt đầu. Giờ phút đi đau thương vĩnh biệt này, Ba Đen Tăng xin thay lời tham quyến xin chân thành cảm tạ. Tấm lòng vàng ngọc của tập thể các em cũng như các cháu đã dành tình cảm về đây thắp tận nhang thơm nói đời tâm huyết trước lúc cụ đi xa. Ban trên vĩnh biệt, Ba Đen Tăng xin thay lời tham quyến xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị thắp tận nhang thơm rồi nước gót chảy bàn nước ăn trầu chia sẻ nỗi đau thương cùng tham quyến. Xin chân thành cảm ơn.
thư ninh cụ kinh tuy. Cụ ơi nhật tin buồn mà đọc đăng khôn kể, đợi chiếc buồn về đây xin xin điện tâm nhang. Nhật thiên cụ về ví của nguồn tiên tổ. Chú cháu đến từ lớp cao cấp lý luận chính trị K73B21 đã thực cả bàn với con sáng của cụ về đây. Bật bùng đến sáng đầu đầy đông thương, về đây xin thắp cẩn hương. Chiếc cụ yên giấc suối vàng ngàn thu. Vinh biệt cụ, mời quý vị đệ tân dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Valentine xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị đưa gót chạy bảng nước ăn trầu vào hồi 7 giờ sáng ngày mai dự lễ tiễn đưa cụ về đài hóa thân hoàn vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ninh cụ kính quý, cụ ơi nhận tin buồn mà đọc đông khôn kể, nơi chưa buồn về đây xin ra điện thâm nhang. Phương đồng dương chiến đi khách viện xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Phương đồng đã qua Ba Đức Tăng xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Và với tâm lòng thành kính, cháu Hiền Hà đã nghẹn ngào thắp tầng nhang thơm vĩnh biệt chi buồn cùng gia đình tam quyến. Vâng, trong giờ phút đi đau thương vĩnh biệt này, Ban Thang xin được thay đời tam quyến xin chân thành. Phương đồng dương chiến đi khách viện xin mời quý vị thắp tầng nhang thơm vĩnh biệt. Giờ được không? Sau phút đi đau thương vĩnh biệt này, xin mời quý vị thắp tầng nhang thơm vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tam quyến. Xin đã chân thành cảm ơn. Trong sau phút đi đau thương vĩnh biệt này, Ban Tang xin tuyên đọc. Trong sau phút đau thương chia đi vĩnh biệt này, vinh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời đến biến của gia đình ông Thùy để tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Phút bằng điểm đã qua, Valentine xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Mời quý vị trở lại bàn nước ăn trầu, xin chân thành cảm ơn. Giờ phút chuyến đi đầu thương vĩnh biệt này, Ban Tang xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị ra đây nước gót cho đại bàn nước ăn trầu. Đồng thời 7 giờ sáng ngày mai tiến đưa cụ về đài hóa thân hoàn vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút chuyến đi đầu thương vĩnh biệt này, vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, xin mời quý vị sau đây đèn tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Chúc bằng điểm đã qua, Ba Đức Tăng xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Xin tam quyến được tin cụ 250 về già. Chúng tôi là người đồng hành cùng với cụ, có bát cơm à, có bát gạo đồng tiền đi quy Phật trong chùa phố. Hôm nay thầy chúng tôi bận thì các Phật tử chúng tôi đại diện cho đoàn Phật tử của chùa phố có nén hương thơm, có đôi nén sáng đến chia buồn cùng với đồng gia khuyến đảng của gia chung Hoàng Lê Hoàng Nguyễn, và đồng thời các gia các chủ bạn bè cố hữu anh em cùng làng nghĩa xóm, tình làng nghĩa xóm cũng có nén hương thơm đến chia buồn cùng với các cháu. Thì chúc chị siêu sinh tỉnh độ, sau này là sau đây là đoàn Phật tử của chúng tôi xin tiếp phúc cho gia chung, xin tụng một biến kinh Di Đà cầu siêu cho chân linh cụ được về nơi vĩnh hằng an nghỉ một giấc ngàn thu. Chúc cụ siêu sinh tỉnh độ, sau đây đoàn Phật tử chúng tôi bắt đầu vào khóa tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
con Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đến Cảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Con lễ chín muôn loài, con lễ mười phương nhất chư Phật mười phương, con lễ Phật Bà có âm, Phật Bà có mất chân trời, nhìn tay nhìn mắt tiếng người trần gian. Nam Mô Đức Phật Hào Quang, người đi xoay xét mười phương xa gần, xét ai có đức mà ngại có nhân, xét ai là kẻ tín tâm lên chùa. Phật ngồi của Phật tiền đồ, có thuyền bát nhã có hồ trường sinh, sẽ ai là kẻ tụng kinh, sẽ ai là kẻ bố thí chúng sinh cứu bẩn. Hôm nay ngày rằm tháng 12 năm 2022, gia chung họ Nguyễn, chúng con cô Nguyễn Thị Bản, con năm nay 76 tuổi, không may sống quái quy tiên, con xin các chư Phật mười phương chư Phật cho chân linh họ Nguyễn con được siêu trinh tỉnh độ để phục hộ độ trì cho các con các cháu đồng bao cứ nặng của họ Nguyễn con được sở cầu như ý sở phụ tầm tâm. Tối hôm nay là ngày rằm, con xin sám hối lễ quan phổ công bằng phổ giáo công đông trường Tây Mạnh, con xin sám hối lễ quan bản xứ, con xin sám hối lễ ông tiền chủ bạn tiền chủ đất này cho phép các Phật tử chúng con xin tiếp phúc tụng kinh Di Đà cầu siêu, xin các cụ từ thượng tổ cho linh trí huyền tôn cao tăng tổ tỷ cao tăng tổ khả cô di tỷ muội thuốc bá đệ huynh hữu vong vô vị hữu vị vô vong, các chân linh họ Nguyễn về để nghe kinh lễ Phật phổ hộ độ trì cho chân linh họ Nguyễn thị đã chúng con 76 tuổi được siêu sinh tỉnh độ. Sau đây đoàn Phật tử chúng tôi bắt đầu vào khóa tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Oh,
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn Nhớ Thời Phật Tại Xá Về Quốc Kỳ Đồng Thớ Cô Đồng Thiên Tử Đại Thị Kiêu Tâm Thiên Thị Đại Phu Thập Nhân Câu Giai Thị Đại A La An Chúng Thờ Thị Tư Trường Lão Ta Đợi Phật A Một Niệm Liên Ma Ta Diếp Ma Ta Chiên Diên Ma Tu Đi Ma Phi Đà La Chu Đợi Đàn Đà Namo Adi 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 Namo Adi
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín muôn loài, con lạy mười phương đất chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày rằm tháng 12, gia trung Hoàng Nguyễn chúng con có thân mẫu là Hoàng Nguyễn Thị Đạt, năm nay 76 tuổi, không may sống quãi quy tiên. Các Phật tử chúng con đã tụng kinh cầu siêu cho chim linh giờ này đã xong, thì xin giả lại hộ trường cho các thầy pháp làm việc, và đồng thời xin gia chủ có những điều gì không nên không phải các già chúng tôi bên nhà hát vườn thì thôi nha. Trước hết là xin gia đình thông cảm nhá. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vâng, trong giờ phút đi đầu tiên bệnh viện này, ban tổ chức đế tang xin được thay đời các con, các cháu, những người thân của cụ xin ra cho tình cảm ta tấm lòng và lòng của các cụ trong hội Phật tử đã sạch tình cảm về đây chỉ chú dân linh đổi Phật hồi hướng cho chân linh cụ trong đêm chia đi, đêm vĩnh biệt, đêm cuối cùng. Xin được trân trọng kính mời các tín đồ Phật tử, các cụ vẫn chút thời gian ở đây xin định hướng nước ăn trầu để các con, các cháu, những người thân của cụ được đón tiếp và xin thân thầy lòng ta. Đồng thời trân trọng kính mời các cụ vào hồi 7 giờ sáng ngày mai trở về đến đây sự lễ tiễn đưa cụ về đài hóa thân hoàn vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn đến chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Ban tang xin trân trọng kính mời lễ viếng của cháu Khanh Nga, cháu Hoa Huy Hằng Khoái, cháu Xuyến Thìn trở về thắp hương vĩnh biệt. Ban tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm, giây phút bằng điểm hương đinh cổ bắt đầu. Hương đinh cổ kinh quý, cổ ơi chú cháu hồi động điên hồi nghĩa tình, đừng niêu kính trọng nghĩa tử sinh. Cổ ơi cổ đã đi rồi không còn nữa, hướng đến về đây chúng cháu xin vĩnh biệt người, vĩnh biệt cụ. Mời lễ viếng của hội đồng đến năm 1975 Ất Mão là bạn với con hiếu của cụ để tâm dành giây phút bạc điệp, giây phút bạc điệp bắt đầu. Điểm đã qua ban tang xin được thay đời tam quyến xin chân thành cảm tạ. Xin mời quý vị sau đây hương hót cho đại bạn. Tiếp theo chương trình lễ dâng hương vĩnh biệt mời lễ viếng của cháu Yên, cháu Hải, Thơm để thành tâm cầu chúc hương hồn cổ được bình yên vĩnh biệt cổ. Xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm, giây phút bằng điểm bắt đầu. Trong giờ phút chân đi đau thương tinh biệt này, tinh biệt cụ trước nước đi xa, xin mời quý vị ra đây thắp tần nhang thơm vĩnh biệt, rồi nơi gót trở lại bà Đức An Trầu, xin chân thành cảm ơn. Đầu dương chân đi cách biệt, vĩnh biệt cụ trước nước đi xa, xin mời quý vị.
cũng là những đã qua rất ngàn thu. Vâng, bà Đại Thang sẽ được thay đổi tham quyến xin chân thành cảm tạ. Mời quý vị dành cho đại bàn nước An Châu chia sẻ nỗi đau thương cùng tham quyến, xin chân thành cảm ơn. Hương Vinh Điện, bà Đại Thang xin trân trọng giới thiệu và kính mời Cổ Yên Nghệ rất ngàn thu. Giờ phút đồng dương trên đi khách biệt, mời đại gia đình bà Triển cùng phút bạc niệm. Giây phút bạc niệm hướng đi cụ bắt đầu. Là nơi con trai của cụ đang tham gia sinh hoạt, và tổ nhân dân được quản số 1 mà nơi cụ đang sinh sống, tề điệu về đây đứng trước linh sàng của cụ, có vòng hoa tươi, có những nhắn thư để kính viếng tâm hồn của cụ, và có lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia tăng. Cả đoàn viếng cầu chúc cho cụ về suối vàng ăn rất ngàn thu. Và giờ này đây, xin bà xin cụ để một phút mặc niệm vĩnh biệt trước lúc đi xa. Phút mặc niệm bắt đầu. Cụ ơi, cụ về cõi thọ không còn nữa, nhưng cụ đã sống trọn ý vẹn tình cả trước sau. Bài ta xin được thay đời ta quyến xin chân gặp ta đưa viếng của tổ nhân dân từ quản số 1 câu lạc bộ cựu quân nhân đã sẽ đi gặp về đến thắp hương vĩnh biệt. Mời quý vị an tọa cho đại bàn nước An Châu chia sẻ nỗi đau thương của những người sẽ chia sẻ phút chi vui chưa được gắn tiền. Xin được tỏ lời tiếc thương, xin mời quý vị để tâm dành giây phút bằng điểm. Giây phút bằng điểm bắt đầu. Cô ấy đại gia tình bà đào cùng các con các cháu về đây.
chức cụ điên rất xuống bản đàn thu. Kính thưa thưa hồn bàn, thưa gia đình tăng chủ cùng toàn thể tăng quyến, chúng cháu đại diện cho tập thể lớp 12D khóa 8891 là nơi con rể của bà và anh Sáng theo học. Chúng cháu đến đây có vòng hoa tươi, nén nhang thơm, kính kiến vua hồn bà, đồng thời xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến tập thể tăng quyến trước vong linh hồn của bà, đề nghị anh em năm nữa chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Xuân qua cụ hy sinh cao cả, cả cuộc đời cụ tất cả vì các con. Bây giờ thân cụ héo mòn, tuổi già sức kiệt lên đành ra đi. Bởi tạo hóa xoay vần sinh có hạn từ bất kỳ, nên cụ đành phải ra đi mất rồi. Cụ để các con các cháu cụ phải sụt sùi, hết đứng đành ngồi mà ngậm ngùi nhớ thương. Đoàn xin kính chúc cụ đi thanh thản mà ung dung, lệ dung mà chống dục vô cùng mà tiếc thương. Họ hàng nội ngoại xót thương, sống làng khu phố từ nay vắng bóng cụ mà buồn thương tháng ngày. Giờ này đoàn nhạc trống đến đây kính dâng lên cụ bản nhạc trống, chuẩn bị ít phút nữa là tiến cụ về an nghỉ cõi vĩnh hằng ngàn thu. Sau đây hội được trống được kính dâng cụ. Thank you.
lòng tiếc thương vô hạn cùng ra đi mãi mãi không còn nữa. Đoàn xin dành phút mặc niệm, phút mặc niệm xin được bắt đầu. Bình đời chống năm thương tiếc nhớ xã Quảng Châu, gia đình nuôi gót trở lại bàn của nước ăn trầu, ít phút đưa tiến đưa cụ về đại hóa thôn hoàn Vũ Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Giây phút bằng niềm bắt đầu. Vâng, phút bằng niềm đã qua, ba lê thang xin được đời tham viếng, xin chân thành cảm tạ. Quý thị đã kính thưa toàn thể gia tăng, tăng quyến và toàn thể nhân dân nhận được tin cụ đạo đã tạ thế vào hồi 20:04 ngày 5/1/2023, tức ngày 14/4 năm Nhâm Dần. Giờ đây ban tăng lễ khu phố Lam Liệp Phong đã có mặt tại phòng tăng lễ cùng gia đình để tổ chức làm lễ truy điệu và làm lễ cử hành cụ Nguyễn Thị Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây tôi trân trọng giới thiệu thành phần ban tăng lễ. Một, ông Nguyễn Xuân Huệ, bí thư trưởng khu phố, trưởng ban tăng lễ. Hai, ông Nguyễn Ngọc Bích, trưởng ban mặt trận. Ba, ông Nguyễn Văn Mão, phó bí thư chi bộ, phó ban tăng lễ. Bốn, ông Nguyễn Văn Hiên, chi ủy viên phố phố, phó ban tăng lễ, cùng các ông các bà trưởng ban ngành và thể của khu phố là các ủy viên đã có mặt đông đủ. Sau đây tôi xin giới thiệu ông Phạm Xuân Huệ, trưởng ban tăng lễ, lên làm chuyện lễ truy điệu cho cụ. Mời ông. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Đạt, kính thưa toàn thể gia đình tăng quyến cùng các quý khách thập phương, bạn bè họ hàng, thân bằng cố hữu gần xa, các gia đình thông gia, nhân gia, họ hàng nội ngoại của gia đình tăng quyến cùng toàn thể nhân dân đang có mặt tại phòng tăng lễ dự lễ truy điệu và lễ cử hành an táng cụ Nguyễn Thị Đạt. Nhận được tin cụ Nguyễn Thị Đạt đã tạ thế trở thành người tiên cổ, ban tổ chức tang lễ khu phố Lam Lê Hồng Phong cùng gia đình tang quyến nghiêm trang tổ chức lễ truy điệu cụ. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Thị Đạt sinh ngày 28/3/1945 tại thôn Nương Sạn, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình có truyền thống cách mạng và giàu lòng xây dựng quê hương đất nước. Thủa con nhỏ, cụ được gia đình nuôi ăn cho đi học như bao bạn bè trong căn nữa. Thế rồi thời gian thăm thoát trôi qua, tròn 20 tuổi cũng đã trở thành một cô thôn nữ nét na xinh đẹp và khỏe. Vào đầu xuân năm 1965, cụ tham gia công tác tại thí nghiệm lâm sàng thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, với tâm nguyện cùng cán bộ và công nhân viên chức của thí nghiệm làm ra nhiều của cải vật chất gửi ra tuyên truyền để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Xuân đã về chấm hoa đô lở. Sau 2 năm công tác tại thí nghiệm, cụ tròn 22 tuổi. Đúng vào mùa cưới đầu năm 1967, cụ đã kết hôn với cụ ông là Nguyễn Đức Vạn. Hạnh phúc đã tràn đầy cho đôi trai tài gái sắc. Hai cụ đã yên tâm công tác và lập nghiệp tại khu phố Lam Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cụ cùng ông đã sinh hạ được 2 người con trai và 3 người con gái.
đến khi các con của cụ đã khôn lớn trưởng thành, hai cụ đã lo toan công ăn việc làm ổn định cho các con trai và con gái. Không như vậy, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, đầu năm 1996, cụ đã động viên người con trai lớn của cụ là ông Nguyễn Đức Liêm tự nguyện lên đường nhập ngũ để cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, các con trai, con gái của cụ đã yên bề gia thất. Cụ đã có 4 cháu nội, 9 cháu ngoại và 3 chất ngoại. Các cháu chắc của cụ đều chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ, kính trọng lễ phép với thầy cô và đoàn kết yêu thương bạn bè trong lớp. Kính thưa các hồn cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, gần 1/3 thế kỷ, cụ Nguyễn Thị Đạt công tác tại sự nghiệp lâm sàng cũng trong suốt thời gian ấy, cụ luôn nêu cao tình đoàn kết, tương thân tương ái, đồng cảm sẻ chia giúp đỡ đồng nghiệp, chấp hành các quy định quy chế làm việc và sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên vào các dịp tổng kết hàng năm. Và năm nào cũng vậy, cụ luôn được tập thể cán bộ công nhân viên chức và lãnh đạo bình bầu là cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với gia đình, cụ là một người vợ xuất sắc thủy chung, một người mẹ hết lòng yêu thương nuôi dạy con cái, một người bà, người cụ hiền từ nhân hậu với các cháu. Sau một thời gian dài công tác và ghi nhận những thành tích và công lao công hiến của cụ, ban lãnh đạo xí nghiệp đã báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết để cụ được về nghỉ công tác, về hưu và hưởng chế độ. Để cụ tính dưỡng tuổi già, nhưng với đức tính siêng năng, nhiệt tình và xây dựng các phong trào ở cộng đồng dân cư, cụ lại tiếp tục tham gia công tác xã hội. Cụ đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nhân dân thực quản số 1. Và được chi bộ, lãnh đạo khu phố và cán bộ hội viên chi hội người cao tuổi khu phố nhà giao trọng trách là chi hội phó kiêm thủ quỹ của chi hội người cao tuổi. Trong suốt thời gian tham gia công tác xã hội, cụ luôn được là một cán bộ chi hội gương mẫu đi đầu, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có trách nhiệm cao ở mọi lúc, mọi nơi và mọi nhiệm vụ do cấp trên giao. Cụ thực sự là tuổi cao gương sáng, cụ đã được cấp ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố và các cấp hội từ phường đến thành phố và cấp tỉnh biểu dương khen thưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đến cuối năm 1919, cụ được các cấp có thẩm quyền giải quyết để cụ nghỉ công tác xã hội. Kính thưa toàn thể nhân dân, sau khi nghỉ công tác xã hội do tuổi cao sức yếu, cụ đã mắc phải căn bệnh như bao cụ già khác. Trong thời gian lâm bệnh, cụ đã được các thầy thuốc ở các bệnh viện của tỉnh, của trung ương thăm khám và tận tâm cứu chữa và được cháu con hết lòng phụng dưỡng chăm sóc. Nhưng do tuổi đã cao, sức đã kiệt, cụ đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 20:04 ngày 5/1/2023, tức ngày 14/1/1994, cụ thượng thọ 78 tuổi. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Thị Đạt của chúng ta không còn nữa. Thế là cụ đã vĩnh biệt cõi trần để trở về cõi tiên. Đoàn đại biểu quân nhân chính đảng chúng tôi kính dâng lên cụ một phần tâm hương để kính viếng hương hồn cụ và được sẻ chia sự mất mát vô cùng lớn lao tới toàn thể gia đình tam quyến. Cụ ơi, 78 tuổi cụ đã quy tiên để phúc thảo hiền cho cháu con, gương sáng thần phong đời hướng thiện, bi hồng mỹ tộc sống an yên, ung dung về chốn thiên thai nghỉ, thanh thản bồng lai cực là tiên. Thôi thế là tha thôi, đất đã phủ màu tan, trời đã nghiêng bóng đã xê, tình mẫu tử càn thu vĩnh biệt, cháu con đây thương xót mẹ, mẹ còn đâu, cảnh ấm dương đôi ngả chia lìa, gái trai dâu rể ngậm ngùi thương xót mẹ. Để lấy phúc làm đèn ra phong dư lễ, cụ ơi mẫu tử tần thân cây muôn nặng mà gió đâu ngừng, ôi công sinh thành cao như núi, ơn dân dục rộng như biển cả. Nay cụ mất đi, các con cụ mất đi một người mẹ muôn vàn kính yêu, các cháu chắc cụ mất đi một người bà, người cụ hiền từ bao dung nhân hậu.
Nay cụ mất đi, chi hội người cao tuổi mất đi một hội viên ngốc mực, mến để yêu thương. Các ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố mất đi một công dân tiêu biểu, gương mẫu. Bà con phố xóm từ nay mãi mãi thiếu vắng bóng cụ. Nghĩa tình sớm khuya tắt lửa đối đèn, từ đây đâu còn nữa. Để tưởng nhớ tới cụ và vĩnh biệt cụ trước lúc đi xa, tôi đề nghị các đại biểu, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân hãy để một phút mặc niệm cụ, phút tưởng niệm bắt đầu. Cảm ơn ông Phạm Xuân Hòa. Tôi xin trân trọng mời một vị đại diện gia đình nên có lời cảm tạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các ông đại diện cho chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa bà con núi phố. Hay đi cô tôi tuổi cao bệnh trọng đã qua đời, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cụ không các bà đã đến chia buồn thăm hỏi động viên anh chị em con cháu chúng tôi trước lúc việc đi xa, được sự quan tâm của cấp ủy địa phương, chính quyền nơi sở tại. Thay mặt gia đình, anh chị em chúng tôi cũng không biết nói gì hơn trong lúc tăng gia bối rối. Thay mặt gia đình, toàn bộ con cháu anh chị em trong dòng họ chúng tôi chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà dù thời gian cuối năm rất bận rộn đã đến chia buồn với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, anh chị em chúng tôi xin đa tạ cảm ơn. Sau đây tôi xin trân trọng ông trưởng ban tăng lễ lên cử hành an táng cụ. Kính thưa các hồn cụ, kính thưa toàn thể nhân dân, bà con ngôi xóm, các quý khách thập phương xa gần, bạn bè thông gia, nhân gia của gia đình tăng quyến, ban tổ chức tăng lễ chúng tôi xin được công bố lễ cử hành an táng cụ Nguyễn Thị Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu. Giờ thiêng liêng đã đến, tiếng lạy di quan đã vang lên làm đau xót lòng người. Thế là từ nay cụ đã rời xa mái ấm, xa đoàn thể quê hương, xa con cháu họ mạc nội ngoại, xa các bậc thông gia liên gia,
bạn hữu gần xa, với ngàn thương nỗi nhớ, tiễn người đi bằng cả tấm lòng nghĩa tình của quê hương. Phương cực lạc. Tiếng kèn, tiếng trống của hai đoàn nhạc thiếu vang lên,
hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc vang động cả làng quê, làm rung động lòng người. Tiết tấu trầm hùng cởi mở thiết tha lưu luyến, lắng đọng con tim. Linh xa xuất ảnh lung linh, hương trầm khói tỏa cờ tăng dập trời. Xe hoa như nói nên lời, tiễn bạn về với đất trời quê hương. Sau xe là cả niềm thương nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Thank you.
We'll be right back.